Anh ơi, cho em xin cái menu được không? Ủa? Ủa? Anh Lâm. Ủa sao em fan hâm mộ hay gì vậy em? Dạ em mê anh lắm luôn á, em đang xem anh luôn nè. Ủa vậy hả, là anh là nhân viên hay là chủ ở đây? Dạ, không anh, em là vũ công, em ở từ Đồng Nai em lên đây em tìm anh. Tìm anh chi? Em nghe nói là anh là chuyên đi đình đập mấy cái cuộc hôn nhân của người ta đúng không? Ủa sao em biết hay vậy? Em có em mê chương trình thám tử hôn nhân lắm luôn á. Ê đừng nói hôm nay là em là khách mời á hả? Dạ đúng rồi anh. Ủa em là khách mời á hả? Dạ. Trời đất ơi, sao nãy giờ không nói? Em giới thiệu một xíu cho anh biết coi. Dạ em tên là Nguyễn Hoàng, công việc của em hiện tại là... Nguyễn Hoàng công việc hả? Dạ không, em tên là Nguyễn Hoàng thưa anh. Nguyễn Hoàng. Công việc hiện tại của em là giáo viên dạy vũ đạo cho mấy bé thiếu nhỏ, nhi. Nhỏ thiếu nhi đúng dạ, không? Mấy bé mầm non nữa. À, em theo nghề vũ công được bao lâu rồi? Dạ em theo nghề từ năm 2007. Nhưng mà em bắt đầu cái công việc mà dạy cho mấy bạn nhỏ là từ năm 2013. Không mà em nói vũ công không tin, anh thấy là em cũng hơi bự đúng không? Anh thấy vũ công thì sẽ ốm được thanh thoát. Tại có mình có vợ à. Có vợ có con chưa? Dạ em có con. Không anh không tin em vũ công đâu. Em làm vài điệu cho anh coi được không? Một ít thôi nha. Một ít thôi, xíu thôi. Dạ. Xin mời em. C. Này là cái gì em sẽ rung 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 lại cái gì vậy? Cái kết cho nó rung gì đây? Kết là có điểm nhấn đúng không? Có nhạc phải rung tần 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 được đúng không? Dạ vâng. Với lại ngày hôm nay đã có một khách mời rồi, bây giờ anh nghe nói cũng có một khách mời thì gương mặt cũng rất là mới mà bây giờ không biết là không biết chừng nào anh tới nữa. Ý tới rồi kìa, phải không? Thấy không? Phải không? Hiểu anh. Chào anh Lâm. Thấy không? Em rất là vui khi được đến với hội sợ vợ ngày hôm nay. Vợ đâu? Vợ em cất ở nhà rồi thì mình mới được thoải mái. Thôi vợ em làm những cục giữa cất ở nhà. Nhưng mà nhìn mặt em thấy là rất là quen. Hình như là em tham gia chương trình về tình yêu rồi đúng không? Vâng, thì em với cả vợ em bây giờ là quen nhau qua chương trình Love House. Vợ em tham gia mùa 10 rồi về thì lấy nhau luôn, rồi bây giờ cũng có em bé rồi. Hay ho quá ha. Tự nhiên mình tham gia cái chương trình đó về cái tự nhiên thấy hợp nhau có lấy nhau luôn. Chắc là số ấy. Số duyên trời định đúng không? Thì bây giờ mình tới đây mình trò chuyện, mình nhiều chuyện, nói xấu vợ rồi nọ. Nhưng lát nữa phải order món nước gì đem về cho vợ chứ. Ví dụ nhiều khi mà vợ mà còn hỏi đi đâu, lâu về vậy thì mình cũng món nước đưa ra để cho mấy bà hạ quả xuống. Vậy bây giờ chúng ta cùng nhau gọi là pha chế một món nước để cho vợ mình cũng như là mình hưởng thức nha. Xin mời các bạn. Và đây là bartender ha, dễ thương quá trời, nhỏ xíu một xíu mà thiết kế cái bàn quá cao. Rồi mỗi lần pha chế có khó khăn không? Dạ không ạ. Không hả? Em giới thiệu bản thân mình xíu nè. Dạ em tên Huyền ạ. Huyền hả? Dạ đúng rồi ạ. Em sợ anh hay gì mặt em sợ gì? Dạ không, tại lần đầu tiên em được lên TV á. Ngày hôm nay em muốn giới thiệu đến hai người anh này những món gì đây? Tại vì vợ của mấy anh ở nhà cũng hơi khó chịu một xíu. Mình nấu, mình pha chế cái món nào mà nó dễ uống một xíu nha. Dạ, vậy hôm nay em sẽ hướng dẫn mấy anh làm nước gạo đào với lại trà táo đỏ hoa cúc nha. À, bây giờ ai chọn nước gạo đào nè? Em chọn nước gạo đào nha. Rồi, dạ. Trà táo đỏ hoa cúc. Rồi, xin mời em, nguyên liệu là gồm những gì? Em hướng dẫn giùm nhanh nha. Dạ, nước gạo đào thì nguyên liệu chính của nó chắc chắn là nước đào ạ. Nước gạo chứ. Dạ. Trời ơi, bà làm như đúng rồi á. Dạ, là nước gạo ạ. Kế đó là sẽ là đào ạ. Dạ. Còn trà táo đỏ hoa cúc thì không thể nào là thiếu táo. Táo thì bên em có hai cái, táo đỏ nhỏ và táo to ạ. Và với lại hoa cúc ạ. Rồi. Dạ. Bây giờ mình làm ha. Đầu tiên mình làm món gạo trước đi. Bây giờ hướng dẫn mình làm món nước gạo đào nha anh. Dạ, mình chế nước gạo đào tới mức 1. Để đây nè. Nước gạo này mình do gạo là có ha em? Dạ. Mình nhập à? À mình nhập ha, chứ mình do gạo mình có uống chứ. À cái này mình múc giúp em 3 muỗng ạ. 3 muỗng. 3 muỗng như này. Dạ đúng rồi. Đó là đào đúng không em? 1 2 3 rồi. Dạ. Xong sau đó mình chỉ cần lấy cái nắp này mình múc đá rồi mình sắc lên thôi ạ. Em cầm lắc lên. Dạ đúng rồi. Mạnh lên, mạnh tay nào. Wow.
Này cái ly hết chậu bông gì em đổ lộn chậu bông nha. Dạ không, cái này là cái bình làm đựng nước ạ. À, bình đựng nước hả? Thơm quá trời thơm. Thì cái đá này là bò này. Dạ không, đá đó mình cũng đổ vào luôn á. À, là mình mở ra. Rồi mở được rồi đó. Dạ được. Xong rồi. Rồi, còn bạn đó là món táo đỏ hoa cúc. Dạ, món táo đỏ hoa cúc thì nó sẽ hơi khó là ăn phức tạp hơn một xíu. Dạ, 150ml nước nóng á. Sau đó thì mình sẽ bỏ hai cục táo đỏ nhỏ vào. Táo đỏ nhỏ bỏ vào. Với lại hai lát táo lớn á. À dạ, táo lớn. Dạ đúng rồi ạ. Sau đó là mình sẽ bỏ thêm là 3 muỗng đường nâu ạ. Đường nâu. Dạ. Đúng màu nâu luôn. Kế tiếp là mình sẽ bỏ 3 bông cúc vào bình nước luôn nha. 3 bông cúc vào. Rồi, vậy được rồi. Giờ chế là xong rồi phải không? Dạ đúng rồi. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nói chung bây giờ chúng ta được hai món nước này rồi ha. Và bây giờ chúng ta sẽ lên trên lầu cũng như là kể cũng là nói xấu những bà vợ, các bạn đã sẵn sàng chưa? Nhưng mà điều quan trọng là ngày hôm nay các bạn phải hứa là phải móc hết ruột gan của mình để mà nói xấu vợ. Các bạn hứa không? Không có giấu giếm gì trơn trọi. Ví dụ nhiều khách mời tới đây nhà cũng sợ vợ, nói kể chỉ 40% thôi. Ngày hôm nay nếu mà kể thì bạn sẽ kể bao nhiêu phần trăm về vợ của mình? Giờ, lúc trước khi đi đến đây thì em nghĩ là em sẽ kể khoảng 100%, nhưng mà sau khi anh nói câu vừa rồi thì em đang suy nghĩ không biết có nên kể 100%. 100% mới vui. 100% mới vui nha. Em kể bao nhiêu phần trăm? Chắc 100%. 100% luôn ha. Rồi còn chần chừ nữa, anh em ta cùng nhau lên lầu để kể 100% về các bà vợ. Xin mời. Mời. Dừng nha. Uống cho thấm giọng đi, kể cho nó sơ trơn tru. Long, cho cái mặt vợ em được không? Được anh. Hoàng, cho dạ, được, được không? Để mình coi mặt mình sao, hiểu không? Mặt dữ cái mình kể tới chỗ khác. Mặt hiền mình kể tới chỗ khác. Đây. Ôi, mặt dữ nha. Bé tên gì em? Dạ tên Trinh. Bé Trinh, còn bé kia bé gì ạ? Bé Thảo. À, bé Thảo. Bé Trinh, bé Thảo. Đây, bé Trinh, bé Thảo con hả? Dạ vâng, con em. À, con. Mấy đứa rồi? Ta mới được một đứa. À, bé Trinh, bé Thảo. Giữ ngang nhau nha. Là vợ em nay 25 tuổi. Dạ. Vợ em bao nhiêu tuổi? Dạ, vợ em 30. 30 là công việc gì? Dạ, hồi trước vợ em làm pha chế. À, bây giờ làm gì? Dạ, giờ ở nhà chăm con. Ở nhà chăm con, vợ em là trụ cột chính. Dạ. Vợ em làm cái gì? Vợ em thì làm giáo viên. Giáo viên dạy gì? Dạy kỹ năng cho em bé, kỹ năng MC, rồi thuyết trình các thứ này kia. À. Nhưng mà bây giờ đang nghỉ thai sản. À, cũng nghỉ luôn. Long ơi, không biết nhà vợ em á, là bà có cái tật xấu gì nhất gì Long? Ở nhà vợ em thì em thấy là vợ em hơi ngang. Ngang là ngang thì sao? Thì tức là kiểu có những cái mà kiểu vợ em rất là thích tự làm theo ý mình. Nhưng mà có trong đấy có một cái thói quen đặc biệt xấu là kiểu thôi để em uống nước. Áp lực quá, rung quá hả? Không sao đâu. Thường thường là buổi tối trước khi đi ngủ là sẽ đi rửa mặt các đúng thứ này rồi, kia. Mày sạch sẽ. Mà đi rửa mặt xong một cái là vào là thấy ướt hết cả áo luôn. Ủa vậy hả? Ủa, là tắm hay là rửa mặt? Không phải rửa mặt. Em hỏi là ủa tại sao ướt áo không phải là rửa mặt. Xong bắt đầu là chát kem. Mà có thay áo, lúc đó có thay áo không? Sau đấy thì có thay. À, đấy thay. Thì có thay. Đầu tiên lên chết hết kem lên trên mặt xong bắt đầu xà vào. Xong rồi lên bắt hôn anh. Bắt hôn vào cái lớp em hay gọi đến là lớp hóa chất. Hóa chất nào? Em bảo là không hôn nhưng mà cứ bắt ngày nào cũng bắt hoặc là phải hôn lên cái lớp đấy. Xong rồi là mặt mãn nguyện, sướng lắm. Yeah. Vui lắm. Mà xong rồi sau đấy em bắt đầu em phải đi rửa miệng. Càng ngày da em càng đẹp. Em hy vọng thế. Thì đó đúng rồi, mỗi khi mà ba đánh xong cái em xài mặt em vô là in lớp kem của bà qua. Đúng không? Mà em thấy mặt da mặt em càng ngày càng xấu luôn. Vậy hả? Vậy là kem. Chắc chừng cái kem em dạ, không kem bị xu rồi. Bây giờ em thật sự nhà đang hiện tại đang có tật xấu gì không? Dạ có à. Cũng ngang lắm. Mình thích trả lời lắm, mặc dù là trả treo hả? Dạ, trả treo lắm. Nhiều khi có những cái mình thấy trả treo rất là vô lý. À. Nhưng mà vẫn cứ trả treo thôi. Ví dụ em đi làm mệt á. Ừ. Thì em đi làm cực khổ thì sao cũng được. Nhưng mà em thì muốn ăn uống thì nó phải... Nó ăn xíu. Dạ dạ. Em về em thấy một nồi thịt kho. Ừ. Bên đây cái đậu hũ sốt cà. Cái em hỏi là ủa vợ ơi, hôm nay mình không có làm rau hả? Kêu có rau đó. Rau là cà đó. Rau là cà đó. Thực vật, mía có thực vật rồi. Với lại nấu ăn rất là chậm luôn. Chậm luôn hả? Dạ. Ví dụ như một bó cải như vậy đi. Thì thay vì mình lấy con dao mình sắc
cái cùi mình bỏ qua bên, rồi mình sắc khoanh đó nguyên cái rồi mình đem đi rửa thôi. Không, giờ em sắc từng cọng, lấy từng cọng ra sắc cái gì. Trời ơi, nói câu giờ. Em nói hoài nói cũng không được. Dạ, yeah. Mà mỗi lần nói là cái thái độ làm sao? Giận là không nói gì hết. Dạ, giận rồi không, cái không có thèm nói chuyện với em luôn. Nhiều khi mà em nói trong lòng mình cứ, nếu mà trường hợp này mình để hoài á thì nó lại xảy ra liên tục. Đâu thể bữa nào mình dùng lên coi. Mình nói luôn, mình nói tới luôn. Có một lần cái em cũng nói, em cũng rầy kêu à, thì nhiều khi là cái chồng góp ý cho vợ để mỗi nhiều khi trong gia đình mình nó sẽ tốt hơn thôi. Xong vậy em giận. Cái em cũng nóng quá thôi em bỏ em đi ra ngoài. Em đi ra ngoài tầm nửa tiếng em thấy thôi về làm quê. Và Long là cưới 9 tháng rồi đúng không? Nhưng mà trong 9 tháng đó là có cái trận nào mà cãi lộn mà lớn ơi là lớn. Cảm thấy mà nó quá lớn không Long? Có một lần. Đợt đấy là lúc ấy vợ em đang bầu. Thì là kiểu em có nhắn tin với cả, tức là em có một cái group về mấy anh em làm công ty trước với nhau á. Thì là kiểu hẹn là trong tuần đấy đi chơi mà em không nói với vợ em. Tự nhiên hôm đấy như thế nào vợ em lại đọc được cái tin nhắn đấy. Thế là xong rồi vợ em im, vợ em không nói gì cả. Thì đến sáng hôm đấy vợ em mới hỏi là hôm nay chồng có gì muốn nói với vợ không? Ôi, dạng đầu trước à, dạng đầu trước. Thanh mặt liền. Tự nhiên lúc đấy bắt đầu chột dạ, chả nhẽ lại biết là mình hẹn đi chơi. Bảo không đâu, đâu có gì đâu. Thì đàn ông nào lúc bị phát hiện ra chẳng phải nghĩ đến lý do để nói dối trước. Đến lúc đấy bắt đầu khóc. Ai khóc? Vợ em khóc. À, thế xong rồi vợ em bảo là ơ thế anh ở nhà với em, anh cảm thấy stress lắm à? Trời ơi, đến lúc đấy là kiểu mình không biết giải thích như thế nào nữa anh. Chứ bảo là nhưng mà tại vì bây giờ kiểu thật sự là có những cái mà mình không thể chia sẻ được với vợ về vấn đề tài chính, công việc các thứ này kia thì mình không thể nói được với vợ, cũng kiểu muốn giấu. Thế đến lúc đấy em vẫn đi làm. Hôm đấy là em cancel luôn cái lịch với bạn em đi làm. Rồi đến buổi trưa em tự nhiên cảm thấy người nó cứ hơi nóng. Thế là em phi về nhà, nhà không thấy anh. Xong rồi nguyên đêm hôm đấy không về luôn. Trời ơi, anh cả đêm hôm đấy em. Lúc em bầu mấy tháng? Lúc đấy có bầu cũng phải 7 tháng rồi. Đấy, tâm lý bất ổn luôn. Tâm lý bất ổn anh. Thế là em xách xe em chạy vòng vòng. Em chạy đến mà điện 3, thoại được không? Có điện thoại được không? Lại điện thoại thì vẫn reo nhưng không nghe máy. Không bắt máy. 7 giờ sáng đến trước cửa công ty đứng em chờ. Em chờ đến 8 rưỡi, 9 giờ cũng không thể đến. Thế là xong rồi em mới nhắn tin mà là chồng chờ đây từ sáng giờ thôi, bây giờ chồng phải chạy lên công ty tí. Xong rồi tí nữa trưa chồng quay lại. Quay về em lại đứng đấy chờ tiếp. Thì em mới thấy bước xuống. Thế là em đón em đưa về nhà. Thì bắt đầu phải đi ra cứ Uỳnh. Tức là cứ bước cửa phòng này là đóng dằn mặt. Thế là xong rồi em về em cũng cả đêm hôm trước thức đi tìm mệt. Em lăn ra em ngủ mà không biết mặt. Em ngủ dậy em lại không thấy vợ em đâu. Trời ơi, súng bé này. Em lại đi tìm xung quanh phòng cái thứ này kia lại không thấy đâu. Không thấy nữa. May một lúc sau thì đi về. Đi kiếm, đi đâu để gì? Đi mua đồ ăn này. Đến lúc ấy bắt đầu mới nói chuyện. Cái thứ này kia bảo là ở nhà hai vợ chồng với nhau có cái vấn đề gì thì phải chia sẻ. Anh phải nói ra với em thì em mới biết được. Chứ anh về xong rồi em sai anh làm cái này làm cái kia. Anh cứ làm xong đến lúc đấy anh ức chế. Tức là kiểu lúc đấy là sai đúng không? Mình vừa stress công việc ở ngoài, về gặp bà vợ, sai cỡ xe lôi. Thì là kiểu mình tự cảm thấy là mình ức chế nên là bắt em là có cái gì là phải nói. Nhưng mà hôm đấy em sợ thật. Rồi anh biết là ở trên Facebook có cái group kinh dịch hội ấy. Em còn lên nhắn cả cho các thầy và thầy ơi hôm nay giờ động tâm của con như thế này, đây hình của vợ con như thế này. Không biết là vợ con đi đâu. Rồi em lo lắm luôn anh. Rồi về từ bữa giờ có gọi là có cãi lộn mình hiểu tâm lý của vợ. Không, từ sau đấy thì em bắt đầu em có cái gì là em nói với vợ chứ luôn. Em hết dám rồi. Mới có 9 tháng mà đã vậy rồi, bây giờ 9 năm nè, có trận nào mà tôi nói đem đơn ra tòa luôn không? Dạ không. Không hả? Nhưng mà có trận nào mà lớn mà nhớ tới bây giờ? Nếu mà lớn lắm thì cũng chỉ giận nhau 1-2 ngày thôi. Nhưng mà em cũng lúc nào cũng chủ động làm hoài chứ. Em với vợ em nó khác biệt một cái chỗ như là vợ em thì không có chu đáo. Nhưng mà vợ em không có tinh tế nhiều lắm, thì mọi thứ em phải lo hết. Nhiều khi cách ăn mặc của vợ em cũng phải chọn. Bây giờ em cũng không có cái gu. Không gu luôn. Không có gu. Bán mặn sao? Kỳ lắm. Nhiều khi mình cũng khá, mình có chồng có con rồi mà giờ nhiều khi ra ngoài chọn cái màu, từ cái màu sắc hay là chọn cái phong cách ăn mặc. Như mấy bé 17, 18 tuổi mình nhìn nó kỳ lắm. Nhìn mình nhìn nó không có phù hợp. Ở nhà bán mặn thì sao? Thì đồ ở nhà em cũng mua luôn. Ủa thấy thương vậy trời. Đồ những cái đồ mặc ở nhà, đồ ngủ hay đồ gì là em chọn hết. Còn vợ Long cái gu ăn mặc là sao? Vợ em gu ăn mặc thì cũng ổn lắm.
Không, nhưng mà đối với nhiều người khi mà ở ngoài thì ăn mặc đó chỉnh chu, về nhà mặc đồ hú hồn. Ở nhà thì vợ em làm mặc những cái đồ bộ mà Doraemon các thứ kia đây, Pikachu các thứ. Hôm trước mới order được một bộ đồ bộ hình con gấu. Trời. Thế là về cả tối cứ đứng lắc dễ thương để chờ chồng khen. À vâng, thế không? Em cứ chắc chắn anh bắt buộc là phải khen. À lắc là phải khen. Là phải khen, cứ em khen ồ dễ thương nhỉ cưng nhé. Ồ dễ thương nhỉ cưng nhé. Nhìn như thế là thích lắm. Hai bà vợ bà nặng có những cái tật xấu thật là dễ thương, đáng yêu lắm. Ai cũng dễ thương, ai cũng đáng yêu hết. Và bây giờ chúng ta cũng đến với một phần rất là dễ thương, đó là lá bài tình yêu. À, ở trong lá bài này có những tình huống hoặc là những câu hỏi. Thì khi mà mình bóc được tình huống nào hoặc là những cái câu hỏi nào thì mình phải trả lời thật, hoặc là mình phải suy nghĩ thử xem nếu gặp tình huống như vậy mình sẽ xử lý cũng như là phản ứng ra sao. Ha, xin mời các bạn. Rồi, Long chọn trước nè. Rồi, Hoàng. Rồi, Long trước đi. Long là gì vậy? Làm thế nào để giữ lửa trong hôn nhân? Làm thế nào để giữ lửa trong hôn nhân? Mới 9 tháng chứ còn lửa hừng hực rồi. Bây giờ vẫn đang, nhưng mà em thấy là cái giữ lửa này là ngay từ lúc bắt đầu yêu là bọn em đã bắt đầu phải tập giữ lửa rồi. Giữ lửa rồi hả? Em giữ sao? Hoàng Tôi em giữ sao? Trước khi mà em quen vợ em rất là vô tâm. Em kiểu kệ cảm xúc á. Nên là từ cái lúc mà quen vợ em là em có rất là nhiều thứ em làm lần đầu luôn. Ví dụ như là đi công viên Thỏ Trắng này. Trước đấy là em chưa bao giờ bước vào công viên Thỏ Trắng. Anh cũng chưa bước vô trong. Vợ em yêu cầu là phải đi chơi công viên Thỏ Trắng. Công viên Thỏ Trắng? Vâng. Vô trong đó chơi gì trong? Và chơi mấy cái game xong rồi chơi xèng xong rồi ăn uống linh tinh ở đấy anh. Với cả là em với cả vợ em đúng cái là sở thích rồi khẩu vị, tất cả mọi thứ hai người khác nhau hoàn toàn luôn. Vợ em thích xem phim Hàn, em thích xem phim hành động. Em thích nghe nhạc hip hop, vợ em thích nghe nhạc vàng. Vợ em thích ăn đồ Việt, em thích ăn đồ Âu. Nên là từ những cái như thế kiểu mỗi lần người này sẽ đưa người kia đến thử một cái mới. Nên là thành ra là kiểu mỗi người sẽ đều có những cái mới để bổ sung vào cái list của người kia. Thành ra là kiểu cái việc mà giữ lửa hôn nhân cho bọn em cũng khá là ok. Rồi, bây giờ tới cái lá bài của em, mở ra. Nêu 3 điểm trên cơ thể vợ mà chồng muốn thay đổi là gì? 3 điểm trên cơ thể nha. Thì thật sự thì trên cơ thể vợ em thì em... Chân mày, mắt, mũi, miệng, càm, tóc, tay, dùng 1, dùng 2, dùng 3. Dạ thật sự thì em thì có thể là cái tính em thì nó hơi gia trưởng, với lại em không thích thay đổi gì ở vợ em cả. Thì tại vì nhiều khi vợ em xin em đi xăm chân mày, cái em mới nói là thì xin thì em cho. Mà có chân mày không? Có, nó hơi lợt. Em thích là người phụ nữ thì có sao để như vậy. Tại vì em thương là em thương cái kiểu mà mộc mạc như vậy. Ủa bây giờ thì vợ mặt mọc hết luôn? Dạ. Tất cả mọi thứ là mọc hết? Dạ mọc hết. Chân mày cũng chưa xăm luôn? Chưa luôn, mà chắc sắp rồi anh. Chắc sắp rồi hả? Bây giờ phụ nữ 100 người là thấy 99 người xăm chân mày rồi. Anh còn xăm chân mày mà. Anh còn xăm chân mày mà. Thì cho tới bây giờ mà em không cho là tối em ngủ không được. Em ngủ không được hả? Dạ tại vì em mới liêm diêm vậy mà. Cho đi làm chân mày đi. Trời mà mình đi làm về mà biết cái cảm giác như vậy á. Vừa mới liêm diêm cái. Trời ơi chân mày lợt quá mà. Nói không lông không lá gì đó. Dạ, nói gì trời đó. Trời ơi chân mày lợt quá mà không cho đi. Cái lúc mà em bình thường thì không nói đâu. Lúc em ngủ á, kiếm chuyện quơ qua đụng cái. Trời ơi kiểu này chân mày kiểu này Tết làm sao. Nó nói từ từ trời không có tiền rồi Tết làm sao này, tự nhiên không có chân mày Tết làm sao kỳ vậy. Kỳ vậy. Kiểu như vậy. Còn Long nếu như mà muốn thay đổi gì trên cơ thể của người vợ của mình thì Long sẽ muốn vợ mình thay đổi gì? Nói chung là về tổng thể bây giờ thì vợ em có rất là đó. Em chỉ có hai cái em muốn rất là muốn, nếu mà tự nhiên thay đổi được thì sẽ thay đổi, là thứ nhất là cái móng chân của vợ em. Đó là sao móng chân? Tại vì kiểu cái móng chân của vợ em nó bị nhỏ ấy và nó hay bị đùn vào thịt ấy. Nên là kiểu khóe đúng không? Khóe nên là vợ em hay bị đau. Em nhiều khi em thấy vợ em ngồi cắt mà nó đau quá ấy. Em bảo là vợ hay là đi bác sĩ nhổ luôn cái móng chân này đi. Kiểu em rất là thương ấy. Với cả cái thứ hai là kiểu vợ em cũng mới đẻ xong thì cũng có dạn một chút, thì em cũng muốn là những cái đấy nó hết đi. Nha, từ người phụ nữ khi mình sinh xong á, cái da nó rạn rất là nhiều luôn. Rồi. Thì cái đó mà những người đàn ông là cũng muốn hết. Nói chung là chúng ta đã trải qua những cái lá bài, nói chung là những cái tình huống, những câu hỏi rất là dễ thương. Và bây giờ chúng ta đến với phần thử lòng. Rồi bây giờ bạn sẵn sàng chưa? Ai sẽ là người làm trước? Long đi ha. Long xin mời Long. Long ơi, không biết bây giờ Long sẽ thử lòng vợ như thế nào, thử về cái phần nào Long? Cái tình huống mình đưa ra là gì? Em chắc là em sẽ thử lòng vợ em, sẽ xem cái phản ứng của vợ em như thế nào khi mà em quyết định là
Em sẽ xin nghỉ việc ngay thời điểm bây giờ. Vậy hả? Nào điện thử coi. Xin mời. Đang làm gì ấy? Chuẩn bị ăn cơm. Ăn cơm á? Tí nữa phải có ăn gì không để mình mua về cho bạn? Tùy lòng phát tâm. Thế này mình bảo bạn còn tiền không? Tiền hả? Bao nhiêu? Không, đang tính, tại vì lúc nãy mới gọi điện cho chị Thảo ấy, xong rồi xin nghỉ rồi. Vậy sao? Nghỉ nhưng mà bên Danny là đến tận tháng 2 mới đi làm cơ. Dạ. Đang ở đâu vậy? Đang ngồi cà phê này. Đang ngồi nghĩ xem tình hình nó như thế nào. Thì xin nghỉ rồi thôi, xin làm lại đi. Trời, nghỉ xong rồi xin làm lại. Không, sao mà thở dài? Ờ, có gì về nhà đi rồi nói. Sao giọng căng thẳng thế? Alo, em ơi. Alo, alo, anh Lê Vũ Lâm đây, alo. Dạ, nghe. Em ơi, em khóc, em đi đâu vậy? Em ơi. Em ơi, ở chương trình nó có một cái phần là thử thách nè em, để coi tâm lý của bạn đời mình như thế nào á. Thì Long có kể một thời gian mà em đi nguyên đêm, thâu đêm suốt sáng á, em không có về. Thì thật sự không có dám thử nữa, sợ tâm lý bất ổn là tối đêm nay em đi nữa. Cho nên nó là giả bộ thôi nha em nha. Long công ăn việc làm vẫn bình thường, không có nghỉ việc nha em. Trời ơi, nếu mà Long nghỉ việc thì anh qua anh nuôi nha. Trời gì thôi anh nuôi. Ủa anh, cuộc đời anh có liên quan tới em đâu. Mà tự nhiên nuôi em, nuôi con em. Gì kỳ vậy, ai ăn ốc bắt tôi đổ vỏ vậy? Trời ơi, giỡn thôi em ơi. Mà công nhận tâm lý em bất ổn thiệt nha em nha. Quá trời nói hồi từng im lặng không. Mà dòng phải nói cái gì đó chứ im lặng thì sợ, dễ sợ. Bữa một đêm còn bữa nay giờ anh phải đi hai đêm. Thôi, vợ chồng yêu thương nhau nha. Giỡn thôi em nha, đừng đi. Ừ, cảm ơn em. Trời ơi, Maruko của tôi là gì vậy? Thì vợ em tóc ngắn giống như nhân vật Maruko. Thế nha, thôi tí nữa trong trường về nha. Bye bạn. Vợ em ít khi mà nói nhiều lắm. Nên là vợ em sẽ im luôn. Thế anh thấy không? Rất là sợ. Sợ, những cái... sợ lắm, tự nhiên thấy bắn thì chắc là anh... Đang soạn đồ với em, im lặng là đang soạn đồ với em. Hoàng, giờ tới em đi. Không biết em sẽ đưa ra tình huống gì để thử lòng vợ mình, để xem phản ứng của vợ mình như thế nào. Em thì chắc em nghĩ là... chắc cho bạn em mượn tiền. Không, mà dù đồ bánh nó ok thì sao? Em đoán vợ em chắc cũng không có đâu. Vậy hả? Chắc cũng khó ok lắm. Không biết giờ gọi có bắt máy không nữa. Vợ em lưu tin chùm luôn. Ôi, gọi đây. Alo. Quay trước. Xong rồi, giờ đang về nhưng mà ghé uống nước. À, vợ bây giờ một chút nữa Khoa mượn 35 triệu để mua cái máy tính để đi làm. Hôm qua đánh gì cho em hư luôn cái máy tính rồi. Trời đất ơi, kìa ba tiêu kìa. Cái gì mà mất não vậy? Sao biết có tiền mà mượn? Thì ai biết đâu, thì bạn bè thì giờ thấy vậy rồi người ta mượn. Thì bây giờ thì vợ ơi, thì gán giúp đỡ nó đi. Mệt ghê vậy đó. Lấy lời mỗi ngày 100 ngàn. Trời ơi. Thôi đừng có lấy lời người ta. Đã không có tiền đi làm rồi mà còn mượn tiền nữa mà còn lấy lời. Chứ tôi có đi làm đâu có tiền đâu, tôi phải lấy lời tôi xài chứ. Nhưng mà chồng đi làm được rồi. Rồi giờ ý vợ sao để biết đường cho ông Khoa qua hay không nè. Cũng như đời chả. Thì đi làm giờ 35 triệu thì làm từ từ chắc cỡ 5 hay 5 gì đó, 3 năm gì đó. Trời ơi trời, nghĩ sao vậy? Vậy bây giờ là có sao để biết qua nha, để biết có cho không, để biết nó qua. Không. Thẳng thừng vậy luôn á hả? Alo. Rồi, em cho anh mượn 40 triệu mua cây live stream được không? Nhà anh thiếu gì? Trời ơi quá trời, sao em la làng là sớm vậy em? Ta không có laptop mà sao em không cho người ta mượn? Rồi em lấy lời 100 ngàn. Trời ơi, nghe nói bà hả? Ừ, đó cơ. Ôi, đúng rồi, chân mày không có nha. Có nghe nè, nãy em nói là đêm em cứ rù rì, em nói là xin tiền đi xăm chân mày đúng không? Anh thấy được.
Cũng được, em này xăm nha, này xăm lá liễu nha em nha. Chừng nào đi xăm? Chừng nào đi xăm? Cuối tháng 12. Xa vậy? Xong giờ mai đi xăm đi, nãy anh nói rồi nó chịu rồi đó. Nhưng mà không ai giữ con. Chủ xăm có 2-3 tiếng, ai giữ con, có đâu, ẵm con theo luôn. Sao được? Sao được hả? Bé cưng quá vậy. Rồi cảm ơn em nha Hôn. Bye bye em. Nè trở nè. Quá trời ạ. Và bây giờ ở chương trình có một cái phần cũng rất là thú vị cũng như là rất là ý nghĩa luôn. Nếu như trong cuộc sống vợ chồng mình đôi khi có những lời mình không có ngại nói với vợ mình, ví dụ nhiều khi mình muốn nói lắm nhưng mà mình nói không có được, thì bây giờ các bạn tâm sự những lời mình chưa nói, hoặc là lời cảm ơn, lời chia sẻ, hoặc là lời xin lỗi đối với người bạn đời của mình. Bây giờ Long ha, Long sẽ người chia sẻ trước, sau đó là Tứ Hoàng. Hello vợ, chồng đây. Thì hôm nay nhân dịp chương trình này thì chồng cũng muốn gửi lời cảm ơn đến vợ vì đã cùng với chồng vượt qua hết cả cái quãng thời gian cũng khá là khó khăn vừa rồi. Thì bước qua cái bước đầu tiên thì hy vọng là bọn mình sẽ tiếp tục cùng nhau cố gắng để lo cho cuộc sống của gia đình và lo cho Mít. Chồng hứa là chồng sẽ cố gắng hết sức để có thể mang đến cái cuộc sống tốt nhất cho cả gia đình mình. Nếu mà có những cái lúc mà chồng hơi vô tâm thì vợ hay cứ nói thẳng với chồng, chồng chắc chắn chồng sẽ sửa. Chồng yêu vợ, bố yêu hai mẹ con. Xin chào vợ. Thì thật sự thì thông qua chương trình này thì chồng không có gì hơn là về mong muốn mà để vợ thay đổi gì á, thì thật sự thì chồng không muốn. Chồng cảm giác được thì nhiều khi vợ chồng mình có những cái khúc mắc hay là những cái gì mà mình chưa nói chuyện được với nhau, là những vấn đề là ai cũng sẽ có khuyết điểm gì đấy, nhưng mà chồng nghĩ thì đấy thì nó mới là một cái sự chân thật nhất, và cái điều đó thì là cái điều mà chồng yêu thương từ vợ. Chồng chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến vợ là trong suốt 2 năm qua là đã lùi về để chăm sóc cho con, chăm sóc cho chồng. Thì chồng vẫn hy vọng là trong khoảng thời gian sắp tới hay là những chuyện tương lai như thế nào đấy, thì chồng vẫn mong gia đình mình vẫn sẽ giữ được hạnh phúc giống như ngày hôm nay. Nhiều khi đó chỉ là những cái hạnh phúc đơn giản thôi, nhưng mà đó là vừa để cho vợ chồng mình cảm giác được là mình có một cái gia đình hạnh phúc. Chồng chỉ xin lỗi vợ là nhiều khi chồng phải lo cái công việc của mình phải đi rất là nhiều, và mình đi xa và mình phải bỏ thời gian ra rất nhiều, thằng chồng không có thời gian ở bên cạnh vợ và con. Thì chồng hy vọng là vợ sẽ hiểu cho chồng về vấn đề đấy và sẽ thông cảm cho chồng. Cảm ơn vợ rất nhiều. Bây giờ thời lượng chương trình cũng đã kết thúc rồi. Ngày hôm nay rất là vui với hai gương mặt cũng rất là mới luôn. Cảm ơn Long, cảm ơn Hoàng đã tham gia chương trình. Và đặc biệt là cảm ơn tất cả những khán giả đang xem chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Là một buổi casting của Ban Muốn Hẹn Hò, nên là tất cả mọi thông tin rồi câu chuyện của mình thì mình sẽ là người tự chủ động kể chuyện hết ha chị ha. Bây giờ chị Trang xin về cái thông tin họ tên và tuổi quê quán của mình trước ạ. Hello. Hello. Chị giới thiệu thông tin quê, tên tuổi quê quán của mình trước đi ạ. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Phương ạ. Tuổi 34 tuổi ạ. Rồi, còn nghề nghiệp quê quán của mình như thế nào, chị tự chủ động giúp em với. Dạ, em đang làm nhân viên thư viện trường học ạ. Nhân viên thư viện trường học ở Lâm Đồng. Con quê em là ở Hà Tĩnh ạ. Ồ, quê quán ở Hà Tĩnh. Rồi. Quê quán Hà Tĩnh thì chị đã từng kết hôn chưa ạ? Dạ rồi ạ. Ừ. Rồi chị kết hôn được bao nhiêu lâu mà bao nhiêu năm ạ? Dạ em kết hôn được được 7 năm ạ. Mình có bao nhiêu cháu chị? Dạ một ạ. Một con trai 7 tuổi ạ. Ồ. Rồi một đứa trai 7 tuổi thì chị cho em biết là chị quen anh ấy năm bao nhiêu? Dạ năm 2015 ạ.
năm 2015 rồi mình tính là bao nhiêu thì không ạ? Em chia sẻ sáu năm đến 2021 ly hôn ạ. Sau đây Phượng nha, Phượng chia sẻ dùm chị một cái là nó là cái câu chuyện ly hôn của em, câu chuyện về cuộc hôn nhân của em á. Em chia sẻ dùm chị là em kết hôn bao lâu, con trai em được bao nhiêu tuổi và em ly hôn bao nhiêu lâu, lý do tại sao em ly hôn ha. Em chia sẻ chủ động, em chia sẻ về câu chuyện đó chứ không cần phải chờ biên tập hỏi từng câu, em trả lời từng câu ha. Dạ, dạ là em kết hôn năm 2015 ạ. Và ly hôn năm 2021. Con trai em đến nay là được, em có một bé trai này là được 7 tuổi đấy. Lý do em ly hôn là gì? Dạ, thì vợ chồng cũng có quan điểm chung á, nên dẫn đến là chồng em chơi bời, nợ nần, không hòa hợp á, nên là ly hôn á. Mà không chịu làm mà chỉ ham chơi thôi. Dạ. Em đang ở Lâm Đồng là em ở nào? Em ở huyện Cát Tiên ạ. Rồi, em đang nuôi con trai luôn. Nhà không ạ, con trai về ở với nội ạ. Tại vì ở trong này em ở một mình á. Không có ai, hai mẹ con thì lùi thủi tôi con á. Tại vì mẹ mà làm công việc gì là cứ phải đóng cửa lại, nhốt con trong nhà. Ừ. Rồi như hôm đợt dịch á, mẹ phải đi làm mà cứ để con ở nhà một mình cứ xem tivi điện thoại như vậy á. Nên là cho về ở ngoài nội thì đóng người hơn, con nó sẽ phát triển hơn. Nội thì ở đâu em? Là nội ở Nam Định ạ. Dạ, nội ở Nam Định là hiện tại đang về Nam Định ở với bà nội. Dạ. Ừ. Ở với ông bà nội và bà. Rồi hiện tại bây giờ ông xã em, ông người chồng cũ của em đang ở đâu? Dạ, cũng ở Nam Định ạ. Là sau hôm ly hôn này chồng cũ về quê? Dạ. Rồi, em có những điểm mạnh, điểm yếu hay là có cái tật xấu gì không? Thói quen xấu gì không? Dạ, ưu điểm của em là hoa đông, thật tha, không thích gây chuyện, nói chung là dí hoa vi quỷ á. Còn ưu điểm của em là dễ tính người. Và cũng hơi nóng tính. Em là sinh năm 89 đúng không? Dạ. Nhờ giấy tờ thì 88 ạ. Nhưng mà chính thức của em thì em sinh năm 89 ạ. Ừ. Có năng khiếu tài lẻ gì không? Văn nghệ hát hò thì được không? Dạ không chị ạ. Nói chung các em có ưu điểm thì cùng chịu khổ, siêng năng nè. Nhược điểm là cùng hơi chậm ạ. Hơi chậm lại còn làm thư viện nữa đúng không? Nhân viên thư viện trường học. Chậm chạp á chị ạ, chậm chạp á. Ừ. Chậm cỡ nào nè? Dạ, thì nói chung mình chậm nhưng mà mình biết sắp xếp công việc á. Ví dụ như là cái việc đó người ta làm 10 phút thì em làm mất bao lâu? Ví dụ người ta làm 10 phút thì mình là 15 phút. Nhưng mà em biết sắp xếp công việc á, vì biết mình chậm thì mình sẽ làm thời gian trước họ. Thế nên là cùng thời gian sống cùng băng với họ luôn á. Nên thế cho là vất vả hơn họ một xíu đúng không? Dạ. Yeah. Ví dụ như người ta ngủ thêm được 15 phút thì em lại phải dậy sớm 15 em phút. Em lại phải dậy sớm hơn, dạ. Yeah. Ừ. Nhưng mà em thì có thói quen dậy sớm. Ngủ muộn nhưng mà sáng thì cùng 5 giờ là dậy rồi. Em ở Cát Cát Tiên là gần với Đồng Nai đúng không? Dạ, ở gần Đồng Nai ạ. Rồi, thế bây giờ em muốn tìm được mẫu bạn trai như thế nào? Dạ, thì có công việc ổn định. Cao 1m70 trở lên. Cũng đừng gầy quá. Chân thành, trung thủy. Yêu thương hai mẹ con em. Nhưng con em đâu có ở với em, hay tương lai em có đón con em vào không? Dạ thì không ở chung nhưng mà thì cũng phải có thương con em được chưa? Thì đúng rồi, thương con em, nhưng mà ý là chị đang muốn hỏi là tương lai này em có muốn đón con em vào để em nuôi không, hay là nó dạ. Sẽ ở với ông bà nội với bố nó luôn? Dạ thì em thì cũng muốn đón vào á, nhưng mà hiện tại bây giờ thì ở ngoài đó thì đóng người á thì thấy tốt cho con hơn. Ừ. Mà thế một năm gặp con được mấy lần? Dạ, năm gặp 2 lần ạ, hè và tết ạ.
Và Tết là bé vào đây với em. Dạ không, em về ngoài quê á. Vì mẹ em ở Hà Tĩnh á, thì em về thăm mẹ rồi thăm con luôn. Ủa chứ con em là đang ở Nam Định mà đúng không? Dạ. Thì cùng ở ngoài Bắc á, mà em ở Lâm Đông, thì mỗi lần về thì thăm mẹ thăm con luôn. Là về Hà Tĩnh xong lại ra Nam Định nữa. Dạ. Tức là mối quan hệ của em với nhà chồng cũ hiện tại vẫn đang ok. Dạ, thì nói chung là chỉ có xung đột hai vợ chồng vậy thôi, nhưng mà ông bà nội thì vẫn quý em. Nói chung giờ em và ông bà nội thì cũng không có gì bất hòa cả, vẫn vui vẻ với nhau, vẫn nói chuyện bình thường. Nói chuyện thì chỉ có xoay quanh vấn đề con thôi, chứ không nói chuyện gì nhiều. Rồi, còn điều gì bạn trai mà em mong muốn hoặc là không thích nữa không? Dạ, em không thích người ra trường. Nói chung là nói được làm được, chứ không thích người nói nhiều mắng chứ làm. Tuổi tác thì sao? Dạ, tuổi thì từ 40, 37 đến 45 chị. Chồng cũ của em là năm nay bao nhiêu tuổi? Chồng cũ em 35 tuổi. Và xin em thích người trưởng thành, chín chắn. Rồi. Về ngoại hình em có điểm gì em không thích là bạn trai không? Ngoại hình em không quan trọng kiểu. Nếu bạn trai đang ở khu vực nào thì sẽ hợp lý với em hoặc là em có thể chấp nhận được? Lâm Đông, Đông Nai. Nghề nghiệp thì em thích bộ đội hoặc công an chị ạ. Em thích bộ đội hoặc công an. Dạ. Chồng cũ của em thì làm công việc gì? Dạ, trong của em làm việc theo ạ. Cũng là như bây giờ là về Việt Theo ngoài Nam Định rồi. Dạ. Hồi trước làm Lâm Đông, bây giờ về quê làm. Ok, rồi cảm ơn Phượng nha. Có thể chương trình sẽ liên hệ với em để làm nội dung kỹ hơn ha. Dạ anh chị ạ. Dạ. Là một buổi cách xin của bạn Huyền Hò để coi là cách chị nói chuyện cái thể hiện như thế nào á. Thì bây giờ câu chuyện của mình á thì mình sẽ tự chủ động giúp em ha. Rồi dạ. Bây giờ chị giúp cho em giới thiệu giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán của mình với. Dạ em chào chương trình, thì em tên là Nguyễn Thị Như, hiện tại thì em đang công tác tại Hồ Chí Minh, thì em là người Quảng Nam. Em sinh 28 tháng 5 1989. Dạ. 1989 hết chị. Dạ, 89 ạ. Rồi chị làm nghề nghiệp gì? Em là dược sĩ ạ. Hiện tại thì em đang làm nhân viên ở công ty dược thôi. Dạ, rồi. Mình có tài lẻ nào không chị? Ca hát hoặc là nhảy đầm gì đó. Dạ không. Em không tài lẻ gì hết. Không có tài lẻ. Dạ. Ồ, rồi. Vậy thì chị cho em biết về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì nè. Em nghĩ là điểm yếu của em chính là không có những cái tài lẻ đó. Còn điểm mạnh thì ngoài thì về nấu ăn thì em vẫn có thể nấu nấu ăn được. Rồi kiểu em sẽ là kiểu tiếp người của phụ nữ gia đình á. Tiếp người phụ nữ của gia đình. Vậy thì chị cho em hỏi xíu nữa ha. Nếu như vậy thì những người đàn ông khác họ sẽ rất là những người phụ nữ của gia đình, thì chị đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thật ra về mối tình chính thức thì em chỉ có một mối tình, chia tay ở đây cũng đến bây giờ cũng khá lâu rồi. Thì mình đã kết hôn chưa chị? Dạ chưa, em vẫn còn độc thân ạ. Dạ. Là mối tình chính thức trước giờ chỉ là một mối tình, thì mình quen nhau được bao lâu? 5 năm ạ, mới tình đó em quen 5 năm, gần 5 năm. Rồi quen 5 năm cũng dài đó.
Thì sao là tự nhiên mình lại chia tay vậy chị? Cho mình không tiến tới hôn nhân. Có cái giai đoạn đó có thể là nhiều cái bất đồng, với lại bạn bạn đó sẽ lúc đầu thì ở chung thành phố nhưng mà sau đó bạn ở xa thì không có thống nhất được việc, lúc đó cũng còn trẻ nên là cũng chưa 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 có nhiều cái điều kiện để có thể đi tới hôn nhân. Rồi gia đình có nói gì về, về vấn đề đó không chị? Ý là hỏi sao mình quen nhau 5 năm rồi sao hai đứa không gì đi, hoặc là có hỏi về sao mà chưa lấy chồng không? Thì cũng là một cái áp lực hiện tại nên là em mới đăng ký tham gia đó. Nhưng mà ý là chẳng lẽ gia đình không giới thiệu cho chị một người nào ở xung quanh mình hả hay sao? Cũng có được là mai mối vậy đó, nhưng mà mình cảm thấy không phù hợp, hoặc là cũng em cũng có tham gia những cái chương trình, những cái app hẹn hò như là Tinder hoặc là Facebook thì cũng gặp, nhưng mà vẫn chưa tìm thấy người mà mình cảm thấy có thể gắn kết lâu dài. Ừ. Vậy thì chị cho em biết cái sự không phù hợp của chị là cái gì để em biết em kiếm bạn trai cho chị nè. Em nghĩ thì cũng hy vọng là sẽ tìm có một cái người có thể kiểu hướng về gia đình một chút á, em thích kiểu này. Nhưng mà sao ta, nhiều khi mình chỉ tiếp xúc mà mình không có cảm xúc thôi. Tiếp xúc mà không có cảm xúc Có nghĩa là mình không có cảm giác, không có cảm giác được cái đối tượng mà mình, những người mình gặp ở trên đó, mình có thể đi được lâu dài hơn á. Cái đó là cái giống như cái cảm giác á. Còn em thì cũng không có tiêu chuẩn gì cao đâu, chỉ cần em cũng không có quan trọng cái việc đó là đàn ông đã có gia đình chưa, đã có gia đình rồi hay hay chưa thì nó không phải là vấn đề. Nhưng mà em mong là gặp được một người thì ông nó bản lĩnh một chút, có nghĩa là có bản lĩnh, có trách nhiệm, kinh tế nó cũng ổn định. kinh tế ổn định là chị mong muốn bạn 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 trai là nghề nghiệp như thế nào và cái mức thu nhập của chị mong muốn của bạn ấy là như thế nào. Có thể là ngang em hoặc là cao hơn em. Chị cho em biết là cái hiện tại bây giờ chị thu nhập được bao nhiêu? Trung bình khoảng 20. 20 triệu. Vậy thì chị mong muốn bạn ấy là sẽ 20 triệu đúng không? Hoặc là hơn đúng không? Thì chắc là về cái này là phải về kinh doanh này nọ đúng không chị? Không sao hết, làm ngành nghề gì cũng được, không quan trọng. Ok. Rồi, còn ngoại hình thì chị mong muốn bạn ấy như thế nào, đẹp trai số múi. Em thấy không, em không quan trọng ngoại hình lắm đâu, tại dễ nhìn là được rồi. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là ngoại hình nó không phải là cái vấn đề của em khi đi tìm người, cái người đồng hành với mình. Vậy chị mong muốn chiều cao của bạn ấy như thế nào? Tại vì em khá là thấp nên là chắc chắn là các bạn nam sẽ luôn luôn cao hơn em rồi, nên Chị là cao em bao nhiêu? cao 1m50 à. Cao 50 nên là 1m60 là chị cũng cảm thấy là nó cao hơn đúng không? Ok. Rồi. Về cái tuổi tác nha, chị mong muốn bạn ấy như, cho em một con số nhất định đi. Lớn hơn em hoặc là lớn em 10 tuổi đổ lại. Lớn hơn 10 tuổi đổ lại là bây giờ 89 đúng không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi được không? Nhỏ hơn 1-2 tuổi. Em cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là mình sẽ tìm một người nhỏ hơn mình ơi. Tại vì cảm giác các bạn nhỏ hơn thì em sợ nó sẽ không đủ chín chắn hơn em. Ok, lớn hơn tuổi chị ha. Rồi, mình còn mong muốn bạn trai như thế nào nữa không nè? Ông nếu như trường hợp là nếu cảm thấy có một cái profile mà nó phù hợp nhưng mà nhỏ hơn 1-2 tuổi cũng được, không sao nha. Rồi, chị không thích gì ở bạn trai nữa không? Bạn trai hả? Em không thích người gia trưởng và người thiếu ý chí cầu tiến. Người gia trưởng. Bạn trai mà hài hước được thì rất là tốt. Có một người bạn trai mà có thể hài hước thì gì đó nó sẽ thu hút được em. Ok rồi. Đây là một buổi casting thôi, thì có gì là sẽ có một bạn biên tập làm việc với chị sâu hơn ha.
Dạ. Nha. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi. Cảm ơn. Dạ, chào chị nhá. Chị chủ động giới thiệu về bản thân của mình. Những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái thông tin cơ bản về bản thân, ngày tháng năm sinh, hiện tại chị đang ở đâu, làm công việc gì ạ? À? Dạ, em tên là Nguyễn Thị Hải ạ. À. Em sinh năm 1985 ạ. Dạ vâng. Hiện tại em đang ở phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa, Vũng Tàu ạ. Dạ. Chị Hải làm công việc gì? Em làm công nhân anh ạ. Dạ, mà công nhân là mình làm trong mảng gì ạ chị? À, em làm bên nồi thất, ghế sofa với lại may rèm nữa. May rèm ạ. Vậy là không biết là thu nhập một tháng của mình là trung bình được bao nhiêu ạ? Trung bình ngày thì được 8-9 triệu, 8 triệu. Rồi. Chị Hải có điểm mạnh điểm yếu gì ạ? Em thì em thấy điểm mạnh của em chỉ có là phụ nữ thấy chăm chỉ với lại biết chăm lo cho gia đình thôi, chứ em cũng không có điểm mạnh gì. Rồi, có vẻ điểm yếu ạ? Điểm yếu thì thấy ý là mình nhút nhát ấy. Không có với lại cái cam chiều cũng hơi nhiều nên là chắc vậy nên khổ á. Kiểu vậy. Rồi. Vâng, thế vậy là trước giờ là chị Hải đã lấy chồng chưa? Có những cuộc hôn nhân nào chưa? Dạ có, em có gia đình và em đã ly hôn được 5 năm rồi. Em có hai cháu, nói chung là em đang nuôi hai bé gái. Hai bé gái mấy tuổi chị? Một bé học lớp 8 là gần 14 tuổi, với một bé học lớp 3 là 8 tuổi. Chị ly hôn là, chị với anh đến với nhau từ năm bao nhiêu? Trong cái lý do chia tay? Năm, kết hôn vào năm 2007. Dạ vâng, 2007 là kết hôn. Kết thúc vào năm 2017. Dạ vâng, lý do sao được kết thúc ạ? Nói chung thì cũng chồng bài bạc với vũ phu nên là em đơn phương. Là chị đơn phương chấm dứt ạ? À? Chị là từ trước giờ là mình ở Bà Rịa Vũng Tàu hay là quê quán mình ở đâu mình vào Bà Rịa Vũng Tàu ạ? Dạ, quê gốc của em là ở Nghệ An anh. Xong rồi em lấy chồng và vào trong này. À, lấy chồng là vào trong Vũng Tàu. Thì chồng chị là người trong này? Không ạ, chồng em cũng ở Nghệ An nhưng mà ý là đi vào trong này lập nghiệp. Rồi cũng có căn nhà nhỏ nhỏ trong này, và sau khi lấy hôn thì chồng về một cái làm. Thế ở Vũng Tàu thì hiện tại thì ba mẹ con sống là mình nhà thuê hay là mình đã mua được nhà rồi? Dạ, là căn nhà trước của hai vợ chồng ấy, rồi chồng em ly hôn nên chồng về quê lại, con được nhìn lại mấy mẹ con ở. Vâng. Bây giờ chị muốn chương trình bạn muốn hẹn hò kiếm cho mình một mẫu người đàn ông như thế nào thì phù hợp với chị nhỉ? Em muốn một người đàn ông là không có rượu chè cờ bạc thì nói thôi. Công việc ấy thì nói chung là nếu mà không sinh nở nữa thì tốt, mà nếu cần sinh nở thì phải có kinh tế thì em mới sinh, còn không thì thôi không dám sinh nữa. Để đàn ông người biết chia sẻ với phụ nữ là về không có vụ cô cũng cờ bạc cả được. Rồi. Chị nói một chút xíu về ngoại hình đi, chị thích những mẫu như thế nào? Ngoại hình em không quan trọng đâu anh, nhiều khi em còn nghĩ là càng xấu càng tốt nữa. Tại sao chị lại nghĩ vậy? Tại chồng em đẹp trai nên là lăng nhăng á, em không cần đẹp trai nữa, em chỉ cần sau này có người để nương tựa về già thôi, tụ tỉ với nhau về già thôi, chứ không có quan trọng vấn đề gì nữa hết á. Về nghề nghiệp, vị trí vùng miền của anh ấy thì như thế nào ạ?
vùng miền thì nói chung là trong miền Nam này càng tốt, trong ngoài đấy. Nhưng em cũng không phải là em phân bì này kia, nhưng mà cũng có vẻ em không có thích trai ngoài ngoài đó nữa. Tại vì sao ngoài đó cũng cũng có nhiều cái vậy đó, em thích trai ở trong này, trong miền Nam đó là được. Nghĩa là thích người trong miền Nam. Ví dụ ở ở Sài Gòn, miền Tây thì nếu mà quen nhau thì anh chị có kết nối được không ạ? Dạ được, dạ được anh, chắc là được này, nói chung là cũng tùy thuộc vào bên đó nữa, nhưng mà được ấy là em chịu, nếu mà ở miền Nam là được cũng được. Dạ rồi. Bây giờ những cái điểm gì mà chị đặc biệt không thích ở đàn ông? Này đàn ông thì em có một cái em nói chung ngoài cờ bạc rượu chè ra thì em không có thích, là tại vì em không ngửi được mùi thuốc lá ai, nên em không có thích đàn ông hút thuốc. Không thích đàn ông hút thuốc. Rồi. Còn rượu chè thì nói chung là cũng uống được là được, đừng có bay ngược là được. Rồi. Có bất cứ gì chia sẻ về cái mẫu người mà chị mong muốn ấy thì chị có nói nha. Hai 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 con của chị biết là chị đăng ký tham gia chương trình đúng không ạ? À, hai con nó thì không có biết, nhưng mà ý là cũng ủng hộ mẹ lấy chồng. Dạ, các cháu nó nói nào ạ? Dạ thì cũng bảo là mẹ mẹ kiếm người đi chứ sau này con không nuôi mẹ À. đâu. Nên nhiều khi dẫn tôi vui nó nói là mẹ mẹ lấy chồng đi. Chị ơi, cho Dạ em hỏi vâng, rồi. nghề nghiệp bạn trai chị đang mong muốn là gì á? Nghề nghiệp thì em không không có quan trọng là làm cái gì đâu chị, mà chỉ cần có thu nhập ổn định là được ạ. Thu nhập ổn định đối với chị là bao nhiêu ạ? Thì tính khoảng 10 hơn 10 triệu gì xíu, nói chung là ổn để lo cho gia đình rồi. Rồi ví dụ như anh ấy đã từng kết hôn có con được không? Được ạ. Nhưng mà con lớn thì càng tốt ạ. Còn về tuổi tác chị có mong muốn bạn trai cỡ khoảng bao nhiêu mà? Khoảng 50, 50 là 45 đó. Từ 45 tính là, cho đến 50 đúng không? Rồi còn ok rồi. Chị còn có mong muốn gì nữa không ạ? Dạ không ạ. Rồi. Ok rồi, cảm ơn chị ha. Rồi đây là một buổi casting thôi, thì có gì sẽ có một biên tập làm việc với chị sâu hơn. Cảm ơn chị rất là nhiều.